Đại tướng Lương Cường được giới thiệu làm Chủ tịch nước thay Tổng Bí thư Tô Lâm. Kính chào quý vị và các bạn. Chủ tịch nước được xem là người đại diện cho một đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chức vụ Chủ tịch nước ở nhiệm kỳ 2021-2026 của nước ta là một nhiệm kỳ đầy biến động. Tính tổng tất cả những người được chọn giữ chức vụ Chủ tịch nước, cả người được bầu trong thời gian tới, nâng tổng số người giữ chức Chủ tịch nước ở nhiệm kỳ này lên tới 4 người, bao gồm ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, ông Tô Lâm và người được bầu kế nhiệm trong thời gian tới. Thông tin tới báo chí tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội ông Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp bất thường lần thứ 8 diễn ra thành công tốt đẹp, các nhân sự đã được tiến hành phê chuẩn đạt tín nhiệm cao. Đề cập đến công tác kiện toàn nhân sự cấp cao thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nghị quyết của Trung ương, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội diễn ra vào tháng 10 sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch nước. Hiện nay, nhân sự đồng thuận để bầu vào chức danh Chủ tịch nước đó chính là Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường. Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư đã được Bộ Chính trị thống nhất để đưa ra hội nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Đại tướng Lương Cường là một vị tướng chính trị lão luyện của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nhận được sự ủng hộ cao từ các tướng lĩnh trong quân đội. Giới quan sát chính trị nhận định, với việc Đại tướng Lương Cường được giới thiệu để giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ giúp cho hệ thống chính trị của Việt Nam có được sự ổn định sau rất nhiều những biến cố ập tới trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, chức vụ Chủ tịch nước liên tục thay đổi, do trước đó những vị Chủ tịch nước này đều dính vào những vụ bê bối do sai phạm tại các cơ quan ban ngành do mình lãnh đạo. Với hệ thống chính trị tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là Tổng Bí thư, sẽ là người lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị. Chức vụ Chủ tịch nước được xem là một chức vụ hữu danh vô thực. Tuy nhiên, trên thế giới, họ chỉ công nhận người đứng đầu của một đất nước, đó chính là Chủ tịch nước. Và Chủ tịch nước là người đại diện cho cả một toàn bộ đất nước. Còn Tổng Bí thư chỉ là người đứng đầu của một đảng nên không thể đại diện cho cả một đất nước được. Hiện nay, chức vụ Chủ tịch nước có nhiều nhân sự sáng giá như ông Trần Cẩm Tú, ông Lê Minh Hưng, ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Văn Nên. Tuy nhiên, trên thực tế thì đây là cuộc đua song mã giữa Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang. Đây là hai nhân sự nhận được sự tín nhiệm trong toàn đảng và toàn quân, có uy tín về mặt chính trị, là trung tâm hạt nhân của hệ thống bộ máy nhà nước hiện nay. Đại tướng Lương Cường sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, nguyên quán tại phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Ông còn từng giữ các chức vụ là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương giai đoạn 2016-2024, quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Cường là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có học vị cao cấp lý luận chính trị, cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Ông Lương Cường từng tham gia vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc ở phía Bắc. Ông trải qua các chức vụ là lãnh đạo chỉ huy cấp cao tại các quân khu, quân đoàn của Bộ Quốc phòng. Mới đây nhất, ông là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia vào Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Đây là một chức vụ được xem là người có quyền lực rất lớn và chỉ đứng sau tứ trụ của đất nước. Đại tướng Lương Cường được đánh giá là một vị tướng điềm đạm, có tầm nhìn về chính trị trong nước và thế giới. Một ưu điểm mà bất kỳ một chủ tịch nước nào cũng cần phải có để lãnh đạo đất nước và chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang nhân dân. Theo khảo sát thì đại đa số người dân chọn ý kiến
Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Chủ tịch nước. Còn bạn, bạn sẽ chọn nhân sự nào trong số tất cả các ủy viên Bộ Chính trị? Hãy để lại ở dưới bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.